thừa phú ông con thứ rốt lòng, tên vốn đặt Cúc Hoa là chữ. Tuổi đang độ trăng rằm hoa nở, mà tin oanh sứ điệp chưa từng. Việc cười canh khuya sớm gắng công, đời gió mách tin mừng ngoài ngõ. Dạ cái gì? Dạ, tôi là Hàn Sĩ, học đường xa vui bước tầm phương. Dám xin người mở rộng lòng thương, của nhiều ít giúp công đèn sách. Tôi là Hàn Sĩ, học đường xa vui bước tầm phương. Dám xin người mở rộng lòng thương, của nhiều ít giúp công đèn sách. Thoáng nghe qua mấy lời bộc bạch, dạ ai hoài luôn những xôn xao. Đấu gạo chiêm tuy chẳng là bao, nhưng là cả tấm lòng thành kinh. Dẫu ý có bao đời, xưa nghĩ nay, còn chê quá ít mà ngập ngừng khó nói nên lời. Không không, tôi đổi ơn nàng vì nàng quá thương tôi, nên trong dạ bồi hồi suy nghĩ. Tôi thấy nàng thảo ngay đáng quý, không biết nàng có phải là con gái phú ông. Con gái phú ông hay không thì can gì đến người mà phải bận lòng. Tuy không can gì, nhưng tôi nghĩ con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh, hoa mẫu đơn không nở gốc sung già. Người nói thế thì tôi là kẻ hầu người hạ chăng? Không, không phải thế. Tôi coi nàng như hoa quý hương thơm, dẫu có đúc nhà vàng, đợi nàng cũng đáng. Người nói thế, không sợ thiên hạ người ta cười sao? Cười gì cơ? Cơm lo từng bữa, chân dạo khắp làng, còn nói chuyện nhà vàng, cùng đón đưa người ngọc. Thật là nữ nhân nan hóa, xem bạc vàng hơn nghĩa cả tình sâu. Chào cô. Đứng lại. Nàng không biết ta nhất mực sang giàu, cả trời đất là kho ta vô thần. Ta ngụp lặn trong ao hiền biển thánh, túi kinh luân ta sắp để dạ này. Chẳng bao lâu sấm động hội rồng mây, thì khi đó ta sẽ tìm nàng nói chuyện. Chào cô. Khoan đã. Còn gì nữa đây? Mới vừa sắp mặt làm quen,
mà sao lửa đã thấy nhen trong lòng. Dạ, thiếp đổi ơn chàng quá khen nên mến, nhưng chuyện ẩn tình là chuyện mai sau, còn bây giờ... Bây giờ thì sao? Nếu chàng quả thực sang giàu, thì xin thí bỏ cho em đôi câu thơ đường luật. Sao? Nàng muốn thử tài thơ phú của ta ư? Được, xin nàng cứ ra đề, ta sẽ có câu thơ tạ ơn người tri kỷ. Thiếp xin chàng bài thơ. Bài thơ gì cơ? Chàng hãy xem đây. Chà, cua chơi răng lại lấy vần răng, nàng tự coi mình là ả hằng và xem ta là cua cấy. Vậy là răng muốn làm cao nhìn nửa mắt, cua không sợ sóng khép đôi càng. Được, nàng hãy nghe đây. Gió mát cua theo ngọn nước bừng, nghiêng đầu đưa mắt ngắm dì răng. Chìm trong cát bụi, trốn trần ai, ai biết mặt công khanh. Kìa nàng! Nay vốn riêng gọi chút ân tình, của nhiều ít giúp công đăng hòa. Sau ví được bảng vàng bia đá, thiếp cũng mừng góp chút công lao. Chàng đừng bận tâm ăn mận trà đào, mà tư lự cho đau lòng thiếp. Kìa nàng, nàng ơi, tôi vóc y chỉ nghi nghi ơi, hồng y khăn bó thêm đất lòng. Tôi nghe này chữ tay ai đã cho vó đầy
Nàng ơi, tôi còn mẹ già đang chờ tôi trở lại. Đi lâu không về sợ người lại âu lo. Nếu một mai công toại danh thành, thì khi ấy... Khi ấy ngươi định lừa con gái ta có phải? Gia nhân. Dạ. Dẹp. Thiếu gì chức trọng quyền môn, hay gì kẻ khó mà con bận lòng. Con ơi cha hổ mình đức bạc, sinh con chỉ một bề. Lúc lìa đời hồn tới bến sông mê, còn vương vấn con về nết ăn ý ở. Dạ, chẳng lấy cha, đạo lòng con có điều chỉ lầm lỡ, dám xin cha chỉ bảo ân cần. Con có năng theo mẹ lên chùa không? Dạ có ạ. Có nghe cụ Đồ dạy học thế nào không? Dạ có ạ. Thế thì con biết rồi đấy, đạo tam tòng người xưa đã dạy, phận làm con thì sai chỉ điều không tự tiện gửi trao. Nay có Trần công tử huyện Hào, vừa mượn mối giáp danh bắn xẻ, cha mẹ đã bàn sâu tính kỹ thư hồi âm, cha đã nhận lời. Cha ơi, con xin cha, kể cha. Kể con. Cha. Cha mẹ sinh con mang nặng đẻ đau, đâu có lẽ đưa con vào chỗ chết. Cha. Trần công tử là một tay hào kiệt, vốn dòng nho đáng mặt rẻ nhà ta. Con xin cha. Rồi mai đây hai họ giao hòa thực đẹp chốn danh gia vọng tộc. Còn Tống Chân thì cha nhân dạ. Cha. Xin ăn của xin cha cho con quê, cái thằng là nghèo để đói đi đời ấy, chứ học thì đòi kinh để luân, xem ra mới thật lực thì cười mơ thành là thành long cung. Dạ, chẳng lấy cha, việc trăm năm xe tơ kết tóc, đâu có phải bán thóc mua tơ, mà cha đành ép uổng trẻ thơ, sợ có lúc xảy đàn tan nghe. Bán thóc mua tơ giả ép trẻ, xe tơ kết tóc bố tùy con à? Không, nhà ta vốn dòng nho giáo, việc chọn dâu kém rẻ không cho các người lựa cá chọn canh. Kìa cha, cha ơi, con xin cha, cha ơi. Nếu vậy thì đi theo cái thằng ăn kìa mày cha, kia đi. Con đi theo cha. Cái thằng ăn mày kia đi. Cha. Đi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Tống Chân. Kìa mẹ. Mẹ ơi, gạo ở đâu ra mà nhiều thế này hả mẹ? À, gạo là mùa của vợ con đấy. Khổ thế, người ta quen chân lấm tay bùn, công xá ít cũng nên tấm nên món. Vợ con mới tập làm, sức hèn, tài mọn, nên chỉ được vài đấu gạo đó mà thôi. Mẹ ơi, bấy lâu nay đôi mắt mẹ hõm sâu, mảnh áo vá tấm thân gầy khó nhọc, đồng vắng đường trơn mưa phùn gió bấc. Mẹ dãi dầu, mẹ dãi dầu lòng con trẻ chẳng yên. Tống Chân con, thủa con còn trứng nước thơ ngây, một tay mẹ bao dung tất cả. Người có chí vượt qua nỗi khổ mới là người chí hiếu đó con. Con cố gắng học hành làm rạng rỡ tông môn, với vẹn chữ lợi nhà ích nước đó con. Dạ, con xin vâng lời mẹ. Dạ, trình mẹ. Cúc Hoa. Thưa chàng, thiếp tôi đã về. Cúc Hoa. Mẹ ơi, mẹ vào nhà trong nghỉ ngơi cho khỏe. Mọi việc trong nhà mẹ cứ để con lo. À. Tống Chân. Cúc Hoa. Tống Chân. Đưa tay đây. Kìa chàng,
Đưa tay đây. Đưa tay đây. Cô Khoa ơi, anh thương mẹ phơ phơ đầu bạc, lại thương em trai sạn cả tay chân. Chàng ơi, chàng đừng nói thế. Việc của chàng là nghiệp học chuyên cần, em mày mực để cho chàng chép sách. Tống chân. Rằng nắng lửa giữa trời, vì sao tôi chịu nhạt phai má hồng, ai ơi vất vả vì chồng. Chàng ơi, đời em vất vả vì chồng, đói nó em chịu em không phàn nàn, xin chàng đừng ngậm thở ngùi than. Chúng mày Tống chân. Bát tiếng anh thời xa xuống vui dạ đây. Anh bát tiếng anh thời xa xuống vui dạ đây. Nhầm rồi, để lại cho. Hầu hạ cụ Tránh Hào. Anh lạc lô đây, lịch thị. Lịch thị lạc lô. Vợ chồng anh chị. Đúng rồi. Cái vẽ ba sáu người.
làm sao không nộp thóc hồng ơi? Anh để cho nhà đây là phải. Anh đến cái ổ chuột hôi này đòi nợ là làm hồi lắm. Đúng. Dạ, trình lấy ông, trời làm mất mùa đói kém, ruộng gặt xong sau thông chở đầy, mong ông làm phúc nới tay, sang mùa tới tôi xin nộp đủ à. Chúng mày ơi, dạ. Ngày tháng 10 rồi mà nó vẫn chưa cày sới là thế nào vậy? Rồi cày sới gì đâu. Sao? Nó bảo là sang mùa tới nó trả. Ôi giời, mùa tới á? Ôi giời ơi, tới cái con mẹ mày. Mẹ mày. Ông nói cho mày biết chứ, lúc vay thì vay bằng được, khi trả lại cứ lần khân. Ông không cho trả dần. Đúng rồi. Ông cứ nằm đây để chờ rượu ngon nhắm tốt. Cái thân khách nợ bùi sao. Cha đi chứ, chưa được miếng nào, ruồi đã bâu rồi. Rồi hôm toàn mỡ rồi đấy các bạn. Cơm ăn, rượu uống, hôm nào cũng thành. Dài quá. Dạ, trình khắc ông. Sao? Sách có chữ rằng, cứu nhất nhân thì đắc kỳ vạn phúc à. Chú mày ơi. Dạ. Vợ thì vừa khất nợ, chồng lại khoe là súng túc. Ông ơi, sung túc gì đâu. Nó chơi chữ ông đấy. Chơi chữ đấy. Sao? Nó chơi chữ ông đấy. Nó chơi chữ tao á. Vâng. Nó chơi chữ gì? Phúc. Phúc à? Vâng. Ông có biết chữ phúc không? Dạ. Phúc, phúc cái con mẹ. Ê giời. Nói giá học lại còn chơi chữ. Ông nói cho mày biết nhá. Ông không cần ba cái chữ nhân gì sơ nhá. Chỉ biết rằng hầu hạ cụ Chánh Hào ngày tháng cũng đủ đó. Chú mày ơi, dạ. Trông này, đâu? Ta bảo cái gì? Lại ta bảo. Ôi giời, trông này. Cho con xem cái gì? Biển thánh nhỉ? Ôi giời, biển thánh nhỉ? Đây đây này, này. Ôi giời, rừng, rừng nho, rừng nho. Thôi, sang ngay cụ Chánh Hào ở mà chưa đã. Sang, đi. Xin ông, tôi xin ông. Ôi giời. Ôi bà con làng nước ơi, vợ chồng thằng Tống Chân nó giết tôi rồi. Tỏ này, tỏ này, tỏ này, tỏ này. Ông cứ buồn ra bạn này. Ông đã chết đâu mà chúng mày thổi kèn đó mà. Để đằng nào chả chết. Thổi dần đi đâu vừa. Cứ thổi dần đi ông ạ. Để cho ông đòi nợ tiếp. Đòi đi. Đấy. Ôi giời đất ơi. Ôi giời. Ông nói cho bà biết nha. Đất nửng trời nơ. Đủ cơm rượu đúng không? Không, ông cứ nằm đây ông ăn vạ. Ông cứ nằm đây. Vạ là nghề của ông. Nằm no ấy thì bỏ dậy. Chứ nhà đây á, hạt tấm cũng không còn. Xong rồi. Chúng mày ơi. Dạ. Chúng mày ơi. Dạ, dạ. Con mụ già nó bảo là nhà còn nhiều vải gấm lắm. Ông ơi. Hả? Sao ông biết lâu vậy? Sao? Nó bảo là hạt tấm cũng chẳng còn. Vâng. Ôi. Gấm bóc gì? Ôi giời ơi. Biết. Thì là hạt tấm cũng không còn à? Vâng. Chết rồi, sáng ra hoa gặp gái rồi. Vâng. Thôi được rồi. Ông nói cho mày biết nhá. Vài hạt tấm là ông cũng không bỏ đếm. Đúng rồi. Trong nhà còn gì? Mang ra đây. Ừ. Để ông về ông trình cụ Chánh. Đúng rồi. Cứ mang đây cho các ông. Chú mày. Dạ. Củ xoát. Củ xoát à? Mang lên. Mẹ ông cầm. Đưa ta cầm cho. Tôi xin ông ơi. Thế ông ơi. Thế ông ơi. Ông ơi. Thế ông ơi. Mang lên. Ông ơi. Ông ơi. Hai ngày nó củ xoát. Mang ra là vớ được cái ông. Ừ. Mau. Ông ơi. Đây rồi. Ông ơi. 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 Ba dân nhà chống vặt đó, vẫn còn nửa thúng gạo mua. Nửa thúng. Thôi được, ta cứ mang về để thổi cơm ăn bà. Ăn. Chúng mày. Thôi thì về. Về. Về bà. Tiến cảnh thời xa xuống phố lý dạ dày. Bác. Tiến cảnh thời xa xuống phố lý dạ dày.
rồi, về là rồi, về Tống Trần con. Mẹ, những kẻ lòng lim dạ đá, con van xin phòng có ích gì? Mẹ buồn phiền sắp đến kỳ thi, mà con trẻ vẫn đói lòng vất vả. Mẹ, con mời mẹ vào nhà trong. Tống Trần. Cô Hoa. Tống Trần chàng ơi, tầm ăn dầu thì tầm nhà ken, chàng học nhiều chắc sẽ đậu khôi nguyên. Em để dành được 4 quan tiền buộc trong khăn gói để chàng làm lộ phi. Tống Trần. Quốc Hoa ơi, em đừng nói dối. Nhìn vào mắt em anh thấy rõ căn do. Từ đổ cưới em về, mắt em trong như nước giếng thu, nay bối rối như nước hồ gần sông. Quốc Hoa, gió không theo kéo trong lấy đâu ra được 4 quan tiền? Cảnh nhà ta siêu vẹo đường phên, sao lại có hạt gạo mùa hương thơm đồng? Cô Hoa, em nói thật đi. Tống Trần, em sợ chàng lên đường ưng thi, em muốn chàng đi vui vẻ trong lòng, nên em còn một tấm yếm hồng đem bán rẻ để cho chàng sớm chày. Cô Hoa ơi, đói dọc đường anh chịu vậy. Tống Trần, còn yếm kia nàng để nàng mang. Từ thuở xưa người đã ví rằng tài năm nhất ai tài năm tu nữ nhũ. Cô Hoa, Tống Trần, em hãy đem 4 quan tiền trả cô hàng xóm. Kể chàng. Rồi lấy yếm mặc vào, để anh vui lòng chốc lát lên đường. Quốc Hoa, chờ anh trở lại khi ưng thi. Em ơi chờ lời thi nơi chốn xa. Lạy cha, giàu hiền hơn con gái, dễ hiền hơn con trai. Này chồng con trần bút đua tài, sao chả chẳng bù trì giúp đỡ. Cô Hoa, em đừng cầu xin kể lể. Em hãy đứng lên nói chuyện để anh nghe. Không có chén rượu tiễn đưa thì tao uống chén nước chè. Anh lại thấy em cười trong đáy chén. Cười trong đáy chén. Thần cốc chết chớ học đòi múa võ, chống lòng tang đừng múa cửa thiên lôi. Cứ khi nào áo gấm vinh hồi thì khi ấy ta mới nhận con nhận rể. Quốc Hoa, Tống Trần. Chồng ta nay đã đứng chờ nghỉ về mà.
rồi. Cô ơi, hề quân tử kinh sư trở về, trước hiên hòe xin cúi lạy chào cô. Dạ, đây là lộc của vua ban, quan truyền lệnh mang về cho cô trước. Thế chú là? À, chả là thế này. Vua thấy bác quan tài năng xuất chúng, cần có người chăm sóc sớm hôm, nên yết bảng tìm người tài giỏi để theo hầu quan trạng vinh quy. Ấy thế cho nên khi đi chỉ có một mình, khi về lại có ơi à hai mình với cô ơi. Bông hoa nghi hoa ngọc bích này ngọc ý. Được khỏe không? Bác con khỏe, lại đẹp. Đẹp đến nỗi có tiếng đồn đấy cô ạ. À, đẹp thế nào mà lại có tiếng đồn? Ôi cô ơi, cô có biết không, đằng này bác con đỗ nhá, vua đuổi ngay vào chầu đấy cô ạ. À, ai đỗ? Vua chả gọi vào chầu. Đằng này chầu khác cơ. Khác? Khác là khác thế nào? Ôi cô ơi, vua cho bác con ăn nhá, toàn những thứ sơn hào hải vị. Dạ, con kể cho cô nghe nhé. Mùng 1 thịt nai, mùng 2 thịt gà, mùng 3 voi nộm, mùng 4 da chăn, mùng 5... Mùng 5 gì nữa? Xương quạt nấu cháo đấy cô ạ. À, đấy là vua xưng ơn cho mọi người thi đỗ đấy con ạ. À, đằng này khác cơ. Khác? Khác là khác thế nào? Ôi, cô ơi, cô có biết không? Đằng này nhá, vua phán mấy các quan nhá, mà con đứng ngoài con thấy toát cả mồ hôi chân nha cô ạ. À, thế vua phán sao? Dạ, vua mới phán thế này này. Phán sao con? Thế để con làm lại cho cô xem nhé. Dạ, vua ngồi 9 bậc thềm rồng, vua mới vuốt râu thế này này. Vua mới phán rằng, mớ này các quan, chấm nay sinh được nàng công chúa, nay chấm truyền cho về làm bạn với Tống Chân, tình phụ tử nghĩa quân thần, chung với hiếu cả đôi bề cho trọn. Thế bác con nói sao? Ừ, bác con bảo với vua thế này này. Tâu vua chứ con. Ôi trời, chết rồi. Bác con mới tâu với vua thế này này. Dạ, muôn tâu đức vua, đội ơn vua thương xuống, nhưng ở quê nhà tôi đã có bạn tao khang, vợ tôi nay hiếu thuận mọi đường, không có lẽ đình thê tái thú à. Ôi, thế mà còn làm cho cổ hoàng cả hồn. Dạ, mới hôm nào cơm tấm ổ sơm mà nay đã mũ cao áo gấm. Dạ, ôi này cúc hoa ơi, cúc hoa ơi, cúc hoa ơi, mừng ơi là mừng, dân đồn tin tin đã lấy lừng chồng con, đó chính là rể cha Đỗ Trang. Chồng con nay đỗ quan cao, bây giờ chính thực ơi à, rể ta anh tài, rể ta anh tài thôi. Dạ, dạ, chăm lạy cha, thuở chồng con vẫn còn chưa đạt, cha chẳng thường nhận rể nhận con. Cha ơi, ai sinh ra gia pháp tông môn, cho nên nỗi cha con đành xa cách. Con hãy hiểu cho cha, nhà ta vốn dòng nho giáo, con nhà nho chữ lễ phải theo, bấy lâu nay con chịu phận đói nghèo, cha khóc bụng thương thầm đã nửa năm có lẻ. Kìa cha, nhưng cha sợ miệng tiếng thế gian bắt bẻ, nên cha đành đứt ruột xa con. À con ơi, con ơi, dạ, chồng con này đã đỗ quan to, có danh chính ắt là ngôn phải thuận. Hả? Ừ.
năm trăm đọc sách, một sớm được lên tiên. Tống chân tôi thi đậu trạng nguyên, vâng sắc chỉ vinh quy bái tổ. Thương con nhạc phụ thôi phiền khổ, mừng mặt hiền thê hết tủi buồn. Tống chân. Mẹ. Mẹ. Tống chân. Mẹ. Bao tháng ngày mẹ nuôi con khó nhọc, nay đã nên người vẹn chữ quốc gia, ơn bề trên cho con được trở về nhà. Xin một lạy nhớ những ngày cơ cực. Tống chân con, mẹ mừng con vinh hoa gặp bước, mẹ càng thương cúc hoa chịu ngàn nỗi reo reo. Kìa mẹ. Nhưng con ơi, nay con làm nên, con đừng cày của khinh nghèo. Mẹ. Kẻo lại chịu tiếng là ếch ngồi đáy giếng đó con. Dạ, con xin vâng lời mẹ. Quân bay. Dạ. Cho các ngươi tạm lui nghe. Ồ, phải rồi, phải rồi con ơi. À, việc vợ chồng mừng mặt ngày tháng vẫn còn dài. Giờ hãy lo mở tiệc chúc mừng khao dân xã cho cả làng biết mặt. Ở tậu châu bò cùng là mua rau thớt ấy, cái việc tiệc tùng ấy là cứ để cha lo, cứ để cha lo hả? À, này con ơi, này, chồng con này đã đỗ quan to, làm ông cha này thì đến giờ thì cũng còn nhỏ hả? Thôi, để cha về bảo gia nhân làm cỗ khao cá mười làng ba tổng cho vui hả? Khao cá mười làng ba tổng cho vui hả? Cúc hoa. Cúc hoa. Tống chân. Cúc hoa. Tống chân. Ôi. Cúc hoa. Tống chân. Chẳng hay, chẳng lên kinh kỳ ứng thi có được vui không? Cúc hoa ơi, anh được đi dạo mát ở hồ Thủy Quân, đi thừa áo ở phường Đồng Xuân và ngắm trăng trên dòng sông Tô Lịch. Nhìn chàng cười vui vẻ, thiếp cũng thấy vui lây. Cúc hoa ơi, trăng mùa này lạnh lắm em mi ơi, đắp chăn nằm lại thương em ở nhà. Mà vẫn chăm lo đến từng trang sách, thực tấm lòng em vằng vặc trăng soi. Vịnh khúc y ngọt y bùi, trời sao khéo y đùa y bùi, tiếng hát cho đôi mi. Nhà hoa vui không chuyện không rời, ta tháng bao ngày mưa nắng chẳng hề phai, xuân xuân thu rộn ràng câu hát với cả. Đây nhà quan trạng Tống Chân có phải? Vâng, tôi đây. Dạ, thưa ngài, tôi là Xá Lại, vâng lệnh bề trên, mời quan trạng nguyên lắng nghe chiếu chỉ. Chiếu ngọc đèn vàng phong chữ gấm,
vua sai quan Trạng kiếp sang Tần. Xứ sự mười đông yên việc nước, đúng giờ hoàng đạo phải rời chân trời. Công chúa Trương Đài hờn số kiếp: thương ông tôi nói chẳng nên lời. Cháu ơi, mẹ 70 tuổi sắp bạc phơ, sáu tháng ngày giao cháu cậy nhờ ai? Nghĩa biển tình sông thôi xẻ gánh, quỷ thần sao chẳng thấu tình tôi. Tống Trần chàng ơi, chàng vừa thi đỗ, vui mừng này chưa quét hết sầu xưa, giọt lệ phân ly còn ngấn chưa khô, nay lại du ao bào Nam Bắc. Trời cao xanh mà sao quái ác, đầy đọa người đau khổ mãi không thôi. Quốc Hoa ơi, chuyện xưa nay vẫn thế, quyền công chúa một lần hờn giận là một lần trăm họ phải điêu linh. Nhưng em ơi, ta là dân là kẻ sĩ nước Nam, ta phải ngẩng cao đầu để noi gương người trước. Chỉ làm trái phải đền nợ nước. Nợ áo cơm phải trả mới gian, để quân Tần biết mặt người Nam, núi sông nhỏ như anh không. Thưa ngài, hàng cờ mở tàn cây đình liệu, tiếng quân reo giờ nhổ trại đã tới gần. Dạ, xin ngài hãy nhẹ gót rời chân, sửa mũ áo để lên đường cho kịp. Được, ta sẽ đi. Dạ. Tống Trần. Cô Hoa. Tống Trần chàng ơi, chàng đi sứ lâu ngày thiếp nhớ, phận liệu bồ tuổi chừa bao nhiêu, sợ những khi sớm nắng mưa chiều, thiếp biết cậy nhờ ai, thiếp biết cậy nhờ ai định liệu. Quốc Hoa ơi, em chẳng nhớ bà Trưng bà Triệu, cưới đầu voi vì nước ra tay. Anh khuyên em nghĩ lại cho ấy, ngày xưa nuôi mẹ nuôi thầy thì sao. Trách trời xanh độc, trách quân vương công chúa vô tình, tiếng quên dầu rục ra đêm thanh, khóc ly biệt chồng hồ vợ han. Quốc Hoa, anh ơi, dài cát phai nghỉ vang. Em ơi, anh bước chân đi nặng môi dầu, mắt em dài mấy phen đi buồn nhỏ lẻ, tưởng những lúc cuộc đời lâu bề, nhớ nghĩ trong xót mẹ, thân liệu yêu lúc loạn từng đêm, thương anh thương cả
thổi tiếng thiêu chiều chiều thương nhớ thường những lúc chiều đông đưa anh dám đâu đổi ra tay lòng tóc dùng bên sông bè thì sao? Còn cô Cúc Hoa nhà này ấy thì hiểu rồi. Vậy đâu? Dạ. À mối này thế còn cô Cúc Hoa ấy thì còn cô Cúc Hoa nhà này ấy thì như tượng mới to, như sen mới nở, như tố nữ đông hồ vừa mới bước. Còn cái tính cái nết mối ơi, thế cái tính cái nết thì sao? Còn cái tính cái nết hiểu rồi. Mày đâu? Dạ mối ơi, thế còn cái tính
cái nết ấy thì cái tính cái nết thì ấy... em xin. Còn cái tính cái nết, tính nết nè đơn ca nè nè nàng không có mà nuôi mẹ bơi cúc qua đây là những tháng ngày là cho phép mi cửa mà để phòng thu trốn sông mà thu đợi chồng nếu vậy thì còn cậu thế sao cậu cứ như là mảnh chính rút ở ngoài bờ nông ngẩng đầu lại muốn rút tơ hồng ở trên mình mối này thế không có lẽ là về xuông ở mối về thì về bay đâu gánh tiền đổ xuống sông cho ông. Trưởng ơi, thế cậu ấy, không ấy nữa. Ấy thì có ấy, thế nhưng mà... Thôi, đã không nhờ đến mối này thì thôi, mà đã nhờ đến mối này ấy, thì ông lão dùng răng cũng hóa thành công tử, mắt tuyết ba, vành cũng liếc nổi, sao công chúa cấm cung. Công chúa cấm cung ở trên 9 tầng lầu cũng phải bước ra xuống thăm thuyền. Nên nếu vậy thì trong sự là tôi nhờ ở môi. Trong sự nhờ ở môi, quả là khó. Quả là khó thì cầu trưởng. Hiểu rồi, bay đâu. Mới này. Đây ấy là tiền trình gửi trước. Tiền trình gửi trước. Thế còn hậu nha. Thế còn hậu ấy thì sẽ là tổ. Còn hậu sẽ là tổ. Ta đi thôi cầu trường nhỉ. Đi thôi mối nhỉ. Nhân sinh 36,000 ngày là mấy, cảnh cúc hoa trông thấy mà đau, trồng đỗ cao tưởng hóa sang giàu, nào ai biết mổ trâu ăn mừng đâm hóa dại. Sự bạc cuộc mấy người đi trở lại, mà nhan sắc con tôi ngày một phai tàn, để phí hoài cả tấm hồng nhan cha mẹ cũng đợi chờ mốc mép. Chỉ cho bằng ta tìm nơi thế việt, gả cúc hoa cho yên phận cưới rồng. Gia nhân! Dạ! Mau sang chốn lầu hồng, mời cô cúc hoa về trong dạy chuyện nghe. Vâng ạ! Dạ, trình lệ cha con đã xa hầu, trái quả ngọt dâng tấm lòng thành kính. Con ơi, dạ. Cha này đã tuổi già, xế bóng, bữa thất thường, khi đói khi no. Dẫu có mầm vàng, cố yếm còn cho cũng chẳng bằng vâng lời cha khi thân kè miệng lỗ. Sao hôm nay cha nói điều quay gở, khiến cho lòng con trẻ xôn xao.
khi ăn ngủ lúc ra vào, sực nghĩ đến lòng không yên dạ. Dạ thưa cha. Con ơi, chim sắp chết hót càng hay càng lạ. Người sắp già nói lắm điều khôn. Lòng cha này bối rối khôn lường, cha định nói nhưng cha cứ ngần ngại con à. Dạ, chính lấy cha, cha sinh con ra phận mai chi, con xin trai mãi dạy bảo. Này con ơi, ở cha nghe tin đồn tin dữ khắp vùng, càng nghĩ đến lòng cha càng cực con ạ. À, cha ơi, có chuyện gì thưa cha? Rằng Tống Chân từ qua Ái Bắc, đường chiếu hoa cứ thẳng bước chân, xa hầm sâu hồn xuống cứu tuyền, đường xa cách khôn thông tin tức. Cha ơi, có thật như thế không cha? Có thật như thế không? Đúng là như thế đấy con ạ. À, cháu ơi, nghe tin trong mặt, nửa tình, nửa mê, có ngờ đâu giữa buổi phân kỳ, lại là ngày vĩnh biệt, không về anh ơi. Ôi con ơi, trời mưa rồi trời lại tạnh, nồi nước sôi nóng lại nguội dần. Con thác đi đâu dễ gặp Tống Chân, sao bằng sống ở cùng cha mẹ. Cha đã sửa soạn cho con một lễ, lập đàn chay để con trả nghĩa cho chồng. Cha ơi, chồng con là Trang Nam Nhi báo quốc, lòng thẳng ngay lệ bọt không màng. Tội tình chi mà cắt kết dài oan, cho thêm tội vong hồn người tha khuất. Thôi con ơi, người chết đã yên hồn đất, chí thương người quá bụa lòng đông. Cha già nua sớm tối khôn lường, lúc nhắm mắt cha thương con cô quả, chi cho bằng con tìm nơi tái giá. Gái có chồng như đũa có đôi con ạ. À, không, cha dạy điều chi con dám vâng lời. Nhưng còn chuyện ấy, còn chuyện ấy, con xin cha đừng nói nữa. Không, 8 năm trước con không nghe lời cha dạy dỗ, để ngày nay giáng dở duyên con. Con phải nhớ câu tứ đức tam tòng, làm con hiếu phải nghe lời giáo hóa. Cháu ơi, nghe lời dạy lòng đau thảm, lửa đốt gan dạ lung thung. Chồng tôi nay đi Bắc về Đông, vì nợ nước phải bỏ mình nơi đất khách. Chồng con ý hồn phách bye.
đưa con vào chỗ chết, mà cha khuyên con tái giá cùng đình trưởng họ Đào. Con người lịch sự thanh cao, tuổi còn trẻ mà đã hiểu sâu đọc rộng. Này, sức học ấy phi nghè hẳn cống, khắp vùng ta đã mấy ai bằng. Chốn buồn the còn thiếu ả hằng. Đây, vòng xiến đã đưa sang ướm hỏi. Thôi, tờ chót đứt rồi thì con lại nối. Con đeo vòng vào cho đẹp ý cha. Mẹ chồng con cha sẽ mời qua cha nuôi đỡ lúc tuổi già cô quạnh. Thôi, cứ thế nhá, cứ thế con nhá. Cứ thế con nhá. Kìa cha. Cha. Chẳng đơn sai, việc sau trao, trước sau con có. Mẹ, mẹ, cô Hoa con ơi, tuổi con trẻ, con vâng lời người cho khỏi khổ sang. Con xin mẹ, chồng giàu mình hẳn cũng sang, họa may mẹ cũng về băng cậy nhờ. Mẹ. Thật nực cười cho cái bà lão, không khuyên con mà khóc lóc sụt sùi. Chuồng trâu bà sẽ về rồi. Con bà mà khóc con người người thương. Gia nhân đâu? Đem ngay lão bà vào chuồng trâu nhốt cho ông. Mau! Mẹ ơi! Chồng cơm tâm áo ngay, sao cha nó em này tình duyên xa ơi. Nay cha nghi thích quan tiền để cho con trẻ cho nghi duyên cuối đời, sao cha coi của hôn đi người đi đi.
vì sao bé nhỏ chắc cũng thương ta nên chớp mắt bâng quơ. Tông chân chàng ơi, bây giờ chàng ở nơi đâu, sao không thâu tỏ lòng em gửi chàng. Có điều chi thất đức mà ông trời nỡ giang tội cho tôi. Tông chân chàng ơi, bây giờ chàng ở nơi đâu, sao không thâu tỏ lòng em gọi chàng. Cảnh vợ chồng đôi nơi ly biệt, thiệp sông thừa thả thác cho sông. Tông chân, hãy chờ thiệp. Tông chân, tông chân.
Quốc Hoa ơi, con ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ơi, tiếng mẹ tôi từ sâu thẳm tim gan, từ trên núi mời sông đổ về gọi tôi tỉnh lại. Đúng rồi, đây là trời cao xanh nhấp nhở, phận dâu con phải tròn nghĩa vẹn tình. Mẹ ơi, tuổi già ai chăm sóc, sau trao cầm hơi phần sự mình. Đường ấy xa trăm mi ngàn, em đâu biết. Mẹ ơi, xui em khiến xui em đi nhớ miệng nhà. Bỏ nhà xứ sự mười đông tôi đã chọn, tôi Tống Chân nay đã trở về. Giả làm người hành khất sống quê, vào nhà trong xem thử. Tống Chân con ơi, con ở nơi đâu? Tống Chân con ơi, đêm ngày mẹ nhớ mình ngồi giữa chuồng trâu, gió bấc lạnh xẻ ra cắt thịt. Người còn chưa biết, tôi kể người hay. Con trai tôi đi xứ lâu ngày, việc sau cháu cày nàng dâu tần tà. Nàng dâu ấy thật lòng hiếu thảo, nuôi mẹ chồng chẳng quản điều chi. Phải người cha lòng dạ bất nghi, dè đi vắng bắt con về tại gia. Dè đi vắng bắt con về tại gia. Mấy đám cưới họ hàng đông đủ, tôi đành liều sang đây khuyên. Bỏ sầu cũng cam đành vui duyên mãi. Bỏ sầu cũ cam đành vui duyên mới. Bằng đốt tay mãn hàn con chưa về, mẹ tựa gốc hoa ngắm bước con đi. Vào ôm gối một tay liều chết. Này cụ ơi, tôi thấy cụ lưng còng đầu bạc, chẳng khác nào mẹ đẻ tôi xưa. Đây, nắm xôi tôi xin từ lúc ban trưa.
tôi biếu củ ăn chó đỡ đói. Tống Trần, Tống Trần. Rồi tôi bấm cho cụ một quẻ bói, xem ra đường cơ sự thế nào. Này cụ ơi, con cụ Đỗ Trạng ơi, mà hai vuông biết rằng là sang chữ sự thứ mười ơi, đông nay trở về đi muộn. Vào báo ngay rằng hàng sâu được biết. Cô Khoa con ơi, cô Khoa, cô Khoa con ơi, cô Khoa. Vậy là ta đã tỏ tường mọi nhẽ, ta trở ra tính việc hồi gia. Mười năm xa nước xa nhà, tóc tuy đổi bạc, tình đà không thay. Mà mẹ vui vậy mẹ? Cô Khoa ơi, mẹ xem quẻ bói, mẹ thấy mừng lòng. Mẹ con ta chín đời mười mong, rồi nay mai ắt
trăm mừng ngàn rỡ. Mẹ ơi, vùi ngoài đầu ngõ sầu mẹ con ta, tin chỉ lời bói toán sai ngoa. Mẹ ơi, thương mẹ tuổi già cầy ai. Mẹ ơi, đây chụt vàng mười đông chiêu chắt là tâm lòng con gửi lại mẹ dùng. Sống ở trên đời chữ hiếu không xong, xin thác trước, xin thác trước chữ tòng cho mẹ. Cúc hoa ơi, mẹ quý con hơn vàng dòng bạc nén. Mẹ lìa con, mẹ lìa con, mẹ biết cày nhờ ai. Kìa mẹ, đành lòng chờ đến giờ ngọ ngày mai. Không tin tức, không tin tức, mẹ con mình cùng thác. Úi giời ơi, úi gia nhân, gia nhân đâu, gia nhân đâu? Thôi các người đáng chết, sao lại để cho lão bà Đường đột lên nhà? Ngày vui mừng đám cưới Cúc Hoa, sao lại để than vãn khóc lóc gì đi đâu? Nhốt vào chuồng trâu thôi, nhốt vào chuồng trâu. Thương ơi, còn một nơi, mẹ một chôn, sao cắt lòng thương xót mẹ già. Hãm tôi chẳng cho tôi ra, lấy ai cháy dần cho mẹ. Mẹ ơi. Thôi con ơi, tối dân làm vui, về nhà mới riêng nồi riêng bếp. Đây, ba mớ áo quần còn nguyên nếp, con nhận vào trong đó điểm trang. Cha phải ra tiếp đãi họ hàng cùng bạn hữu xóm làng thân thích nhá. Thôi cha đi đây, cha đi đây. Kìa cha, cha. Kinh sách đi.
Phải rồi, trong chốc lát ta thoát trần nhẹ nhõm, ta mặc áo này cho đẹp y chồng ta. Chiếc thắt lưng hoa lý rồi xe, thuở con gái đường thì ta mơ ước. Không, nhưng đây là chuyện mơ màng thuở trước. Còn bây giờ, hoa lý buộc xà cao. Ô, con gái cha thực là con ớt, vâng lời cha mặc áo đẹp lên đường. Không, vì con qua đỗi đau thương nên mặc áo ấy cho chồng con đỡ khổ. Ôi, thôi, con ơi, đã đến gần giờ ngọ, con phải vào trong đó điểm trang, cha còn ra tiếp đãi họ hàng, rồi còn là lên võng theo chồng về nhà mới. Đi. Ôi trời ơi, nghe ngoài đường tiếng quân nó đi rập. Úi trời ơi, quân nào? Đúng là Tống Chân đi sứ trở về rồi. Hả? Mới nghe qua mà phách lạc hồn siêu. Thôi ông ơi, cái khoản ăn uống lợn gà tùy ông lo liệu, tôi về. Tôi về đây. Úi trời ơi, biên ái 10 năm một ngọn cờ, áo bào lộc trọng trạng hai vua, sấm gian đất Bắc yên tình nước, mưa thành trời Nam vẹn nghĩa nhà. Trình lạy nhạc gia, Tống Chân con đã yên bề xứ sự, trước hiền mai con gửi chữ vấn an. Nhà ta có chuyện chi mà rượu chè bội bàn, xôi thịt bò vương ra đầu ngõ. Dạ, bẩm quan lớn, bởi chân ngày bữa nọ lão yếu đau chữa chạy khẩn cầu, ơn Phật trời thí bỏ sống lâu nay đã đỡ lê kỳ án lễ ta. Quan chàng trở về tiền quân hậu mã, bóng cờ đi kín đất dập trời, dân trong làng thấy bóng sợ hơi già trẻ xô nhau chạy trốn à. Thì ra con ma nọ tiến đi vừa ổn, lại đến con ma này về làm nhiễu dân lành. Quần áo kia xé nát bỏ vương, hẳn đã có con ma nào nhiễu sự. Quân bay, dạ. Ông ở tần những đám lộn chồng trốn chúa, ông minh cha rồi án lý cũng rành rành, việc nhà nay bỏ mặc sao đành, hãy nổi chống hiệu để ông vào xét xử nghe. Dạ, bẩm quan dạ. Lão đã chốt một lầm bãi lỡ, xin quan lớn rộng lượng thương tình ạ. À. Ôi, chuyện của ông tôi đã tỏ tường mọi nhẽ, thử một tí xem hư hay thực, đùa một tí rồi tha cho làm phúc. Quân bay, mời dân làng trở lại tiệc hoa, mừng ông mạnh khỏe trở về nhà, rồi mời cụ cùng bà để ông thưa chuyện nghe. Dạ, có cái. Châm lạy mẹ, việc báo bổ con cam bề thất thiếu, xứ sự 10 đông con đã trở về, việc sự thân trái táo trái lê, con xin gánh can chi mà mẹ khóc. Tống Chân con, mẹ mừng con vinh quy gặp bước, mẹ càng thương Cúc Khoa chịu ngàn nỗi đắng cay. Mẹ, những lời con định nói hôm nay, con nói cả với nàng giúp mẹ. Cúc Hoa. Tống Chân. Cúc Hoa ơi, nay mừng được gia đình đoàn tụ, mẹ gặp con vợ lại gặp chồng. Chưa thủy chung em giữ trọn 10 đông, tóc đã rụng nhưng gương còn vằng vặc. Quạt thanh phong vẫn theo người 5 tháng, trải 10 năm vẫn thoang thoảng hương say. Tình em như áo mới may, vẫn nguyên hương cũ, vẫn ngay nếp là. Gương xưa như ánh trăng ngà, càng soi càng sáng, tình ta càng nồng.
Một câu chuyện về Kang Ki-tae, người tiên phong của làng giải trí Hàn Quốc trong những năm 70. Là gì? Chúng ta đã giàu có, lãng tử.